ngục đó. Ví dụ như rượu chè cờ bạc đâm ra chém giết lẫn nhau thì nó cũng sanh ra cái địa ngục đó. Nơi cái tâm thức của người đó sau khi bỏ cái thân xác đó, người ta sẽ thần thức người ta sẽ chiêu cảm vào cái cảnh giới đó, do tâm thức người ta đã tạo ra. Nhưng mà cái tâm thức này á, nó hay lắm chứ không phải như mọi người nghĩ. Tại sao gọi là nhân quả? Nhân là nó nhân lên chứ không phải là nó, ví dụ như mình giết một mạng người đó ha, mình giết một lần đó, ví dụ như mình làm một người đó bị thương, đánh chém một người đó một nhát bị thương ha, nhưng mà về cảnh giới địa ngục không phải một nhát mình phải trả một nhát đâu. Cũng như sư cô đã kể là hết từng này tới từng khác, hết lần này tới lần khác. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật. Hôm nay cũng có cái nhân duyên đến cái chùa của sư cô. Sư cô gì? Diệu Âm. Cô sư cô Diệu Âm. Thì sư cô cũng có chia sẻ về cái hành trình của sư cô, trong cuộc đời của sư cô. Thì sư cô cũng có chia sẻ về cái trong cái ba cái giai đoạn mà sư cô đã chết đi sống lại, và sư cô có cái nhân duyên để mà đưa cái thần thức mình và đi về cái cõi địa ngục đó. Thì như vậy đó, hồi nãy giờ là ở đây thì có ba vị quay, ba vị thấy như thế nào, hiểu như thế nào về cái vấn đề địa ngục mà sư cô đã chia sẻ đó. Có gì có thắc mắc không thì tôi xin chia sẻ thôi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì thưa anh Tiến, anh Tiến làm ơn chia sẻ đó. Sư cô nói ở dưới cảnh giới địa ngục nó ghê lắm ha. Sát một dao thì định dao sát mạng, định mạng, hay là những người phá thai, những người tự dặn đó đi xuống dưới đều trả giá những cái cực hình ghê sợ. Thì cũng có người nói chết rồi là hết. Như vậy á, thì nhờ Quynh Tiến có thể chia sẻ giùm cho em á, mình xuống dưới có cái cõi địa ngục thật hay không, có phải trả giá như là lời sư cô kể hay không, hay là chết rồi là hết. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cái câu hỏi của Đệ Phú, Châu Phú. Thì cái cảnh địa ngục như sư cô chia sẻ nó có chứ không phải là không có, nhưng mà nó có là nó có với cái người như thế nào và nó không có với người như thế nào đó. Thì những cái người nào mà nằm trong cái cảnh giới địa ngục đó đó, thì cũng như sư cô đã chia sẻ, nhưng mà sư cô hồi nãy chia sẻ nhanh quá để mọi người sẽ khó mà nắm bắt được. Cái này nhá, luôn cái nhân duyên này để tôi chia sẻ để làm gì, để mọi người nắm bắt được, mà để mà có được cái hành trình để cho mình thoát ra khỏi những cảnh giới địa ngục đó ha. Thì cũng qua cái câu nói của Đức Quỳnh Giáo Chủ, còn mọi người ở đây rồi thường gọi là Đức Thầy, ở trong sấm giảng cũng có ghi cái một cái đoạn nói về địa ngục. Địa ngục là do tâm làm quái, về thiên đàng tâm ái tạo ra, bởi chữ tâm là quỷ hai ma, tiên hai Phật cũng là tại nó. Thì rõ ràng ở đây chúng ta biết rồi đó. Ngay như vậy chúng ta là hiểu được là nó nằm do nơi tâm. Vậy thì tâm ở đâu? Tâm tức là cái nguồn cảm nhận của mọi người á, cái nguồn cảm nhận của mọi người. Nhưng mà tự nhiên thì nó không có, nhưng mà có cảnh thì nó sẽ hiện ra. Ví dụ như tôi gặp bạn Châu Phú, bạn Châu Phú hỏi tôi cái gì đó thì tôi sẽ trả lời theo cái gì đó. Đó là nguồn cảm ứng của tâm đó. Có tâm mới cảm ứng được, là mới dựa vào lỗ tai để nghe, dựa vào mắt để nhận định được con người đó và để trả lời như thế nào cho nó phù hợp.
thì cho nên hồi nãy sư cô cũng có đã kể rồi, là nói là về vấn đề nào thai này, vấn đề sống trên cái thế gian này, thì nếu như con người không biết về cái đạo đức sống, về cái đạo làm người, thì sẽ vô tình tạo ra những cái cảnh địa ngục đó. Ví dụ như chùi chà cờ bạc đâm ra chém giết lẫn nhau thì nó cũng sanh ra cái địa ngục đó, nơi cái tâm thức của người đó sau khi bỏ cái thân xác đó, người ta sẽ thần thức người ta sẽ chiêu cảm vào cái cảnh giới đó, do tâm thức người ta đã tạo ra. Nhưng mà cái tâm thức này á, nó hay lắm, chứ không phải như mọi người nghĩ. Tại sao gọi là nhân quả? Nhân là nó nhân lên, chứ không phải là nó, ví dụ như mình giết một mạng người đó ha, mình giết một lần đó, ví dụ như mình làm một người đó bị thương, đánh chém một người đó một nhát bị thương ha, nhưng mà về cảnh giới địa ngục không phải một nhát mình phải trả một nhát đâu. Cũng như sư cô đã kể là hết từng này tới từng khác, hết lần này tới lần khác. Vì sao? Nó thành cái hệ nhân, cho nên mới gọi là nhân quả. Đôi khi mình dọc mình dục một cái hột lúa xuống một cái chỗ, một cái đống ruộng, nó lên cả hàng trăm hạt, cho nên gọi là nhân quả. Thì trong cái tâm thức của con người cũng vậy, khi sống ở thế gian này, địa ngục cũng do ở thế gian này tạo ra, thiên đàng cũng do ở thế gian này tạo ra. Nếu như con người sống mà giữ gìn đạo đức sống, giữ được cái đạo nhân, nhân đạo đó, thì căn bản nếu con người biết thương với nhau, biết giúp đỡ với nhau, biết nhẫn nhịn với nhau, thì đó là con người đang tu đó, tu trong một hoàn cảnh. Còn giống như những anh đi qua YouTube này đó, thì cũng là một trong những cái phương pháp để cho người ta tu. Ví dụ như người ta đặt cái tâm vào để hỏi những cái câu hỏi cần thiết để cho con người có được cái trí tuệ hiểu biết, thì đó cũng là vấn đề tu của người ta. Có nhiều anh cũng hỏi, mỗi anh hỏi cái mỗi cái chủ đề khác nhau, và trong một cái tâm ý của mỗi người khác nhau nữa. Có người thì họ đi qua nhưng mà họ cũng muốn đem tới cái lời lạc về Phật pháp cho mọi người hiểu biết. Rồi cũng có người vì kinh tế người ta phải đi quay đó, thì do trong cái tâm thức của họ tùy theo à, thì đó, thì cái ngay cái chỗ mà tu tâm, tức là sao, tức là trong mọi hoàn cảnh, miễn sao ta biết được trong tâm thức mình suy nghĩ gì, đem tới lợi lạc gì cho con người, thì ngay cái chỗ đó thì chúng ta là đem tới cái lợi lạc cho con người, tức là đem tới cái lợi lạc cho chính bản thân của mình, gọi là nhân quả. Nó đấu nghịch lại thì ngay chỗ đó là gọi là thiên đàng đó. Thiên đàng là nó sau khi bỏ cái xác thân này nè, thần thức và linh hồn của mình cũng hòa quyện, nó đi vào về cái cảnh giới mà mình đã tạo ra đó. Cho nên cái địa ngục nó có hay không, thực sự ra nó có và nó không có, nó có với người nào và nó không có với người nào, chứ không phải là không có là hoàn toàn sai, mà nó có cũng hoàn toàn sai. Nhưng mà nó có với những người sống thiếu đạo đức thì nó sẽ trong tâm thức nó sẽ bấn loạn, và nó sẽ tạo ra cảnh giới đó để cho mọi người phải trả cái giá đó, để làm gì, để cho linh hồn người đó khi hòa nhập vào cái kiếp sống làm người phải hiểu về đạo đức sống, thì người đó mới tránh được được cái địa ngục. Là nói như vậy đó. Nói thôi, nói thì thưa anh, anh làm ơn cho em hỏi á, có cái câu trong sám giảng của Đức Thầy, con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Thì được các cô chú kể rằng con nghiệt thú đó là ông sáu năm chèo. Nhưng mà theo anh nghĩ đó, là sau này nếu mà tới ngày mà lập hội đó, trước đó đó thì cũng có những cái biến chuyển đó, thì ông sáu có nổi lên hay không anh? Dạ, nó mới hay là ông sáu năm chèo là tượng trưng cho cái gì? Đúng rồi, ông sẽ nổi lên trước cái ngày lập hội. Vậy là có ông sáu năm chèo hả? Có, tôi thầy nói là có hết, nhưng mà nó có về về cái phần vô vi, nhưng mà giờ thầy mượn cái phần sự để diễn lý. Lý là cái phần chúng ta nói này, cũng là lý, nhưng mà nó cứ không thái, không thái bằng mắt được, nhưng mà do cái sự nhận thức của con người để nhận ra. Theo như bạn á, ví dụ như tôi nói có 6 năm chèo, thì theo như bạn có bao nhiêu ông 6 năm chèo biết không?
6 năm chèo. Tại vì là em nghe kể trong mỗi chuyện hay là ở ngoài chỗ đình Thái Sơn, lúc nãy anh em mình gặp ngoài đó đó, thì mẫu chuyện của Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa tới bây giờ chỉ có một ông 6 năm chèo. Đó, khi mà ông đình Tây dân lệnh đi vào trong rừng đó để đỡ hạ sanh cho một bà ở trong giữa rừng đó, thì được tặng về một ông 6 và nuôi, thì vẫn còn cái cốt truyện của Đức Phật Thầy Tây An tới bây giờ. Và ông 6 đó đã bứt dây xích, bứt đứt cái chân của mình đó, để đi xuống dưới sông Dầm Nao. Cho nên thì theo em nghĩ là một ông 6. Theo anh nghĩ là mấy ông? Thì nói chung á, nó ở trong thế gian này chúng ta lấy theo cái gọi là nhân gian, phải không? Nói một cũng đúng, nhưng mà một ở đây á, nó nhân lên tới ví dụ như trên thế gian này mỗi một con người, ví dụ như 8 tỷ người là nhân lên 8 tỷ người là 8 tỷ cái nhân vật đó. Đó, nhưng mà ông 6 năm chèo nó ở đâu? Nó nằm sau lưng của con người á. Đằng sau đó. Mỗi một con người đều có một ông 6 năm chèo ở trong đó. Ông đang ở sau lưng con người. Để làm gì? Để ông theo dõi cái người đó. Và nếu như cái người nào mà biết đạo đức, biết tu dưỡng đạo đức ha, thì ông đưa lên lưng. Đó, họ giải đó đó. Nhưng mà nói sự thật nó như vậy. Tại vì sao? Chính mình đang độ cho ổng đó, ổng trở thành người hiền. Còn nếu như con người mà không biết tu dưỡng đạo đức á, bỏ đi cái nhân đạo rồi á, chỉ vì cái danh, cái lợi vật chất của cải mà quên đi á, ha, quên đi cái mà bất chấp thủ đoạn để mà tạo ra cái sự đau khổ cho người khác, thì chính ngay chỗ đó cái nhân quả đó nó đấu nghịch lại và nó làm cho ông 6 năm trời nó tu không được. Ông ấy đang ở sau lưng của mẫu một con người á. Đó. Thì lúc đó là sao? Ông hả miệng ra. Ông hả miệng ra, ông nút cái gì? Ông nút hết cái trí tuệ của con người. Thì nó tạo ra cái cảnh gọi là bắn loạn. Thần thức đó. Mà trong cái thần thức á, khi mà mọi người biết không? Khi mà cái thần thức của mọi người á, mà không nhận định được á, trong cái thân của mọi người nó bị trấu loạn. Ngủ tàn hết, đau chỗ này, đau chỗ khác. Là lúc đó mọi người biết là ổng đang đó, ổng đang ăn thịt đó. Có bộ phận nào bị đau, có bộ phận nào bị tê, bị nhất là ổng đang đọp, đang ăn lần lần đó. Còn nếu như mà những người nào mà biết tu theo, nếu như người nào theo cái tôn giáo nào thì theo cái tôn giáo đó. Tôn giáo đó dạy tu thế nào thì mình cứ tu y theo cái tôn giáo đó, thì chắc chắn thì cái ông năm chèo đó, ông sẽ ủng hộ, ông sẽ cỡ cho mình đi. Đó là sự thật. Đó là như vậy. Vậy sau này theo anh nghĩ có ông 6 to lớn, thật là lớn để mà nổi lên ở ngoài đời không anh? Có chứ. Tại anh kể nãy giờ là cái ông 6 năm chèo đang hoành hành là những cái căn bệnh của bà con. Mà cũng có người thì nói những căn bệnh đó là do nhân quả. Do nhân quả thì là những chúng sanh đi theo mà để mà đòi những cái nợ sát. Đó. Rồi anh kể, nếu mà anh kể ông 6 năm chèo mà đòi cái đó đó thì... Đây, cái này nè, lời chiền sấm như bài toán đố, ai ráng tầm đạn mà hưởng nhờ. Thì thầy mượn cái phương tiện để làm cái gì? Để cho mọi người, trước tiên mọi người chưa hiểu về cái ngũ uẩn của con người. Nó che đi cái trí sáng mà chạy theo danh lợi rồi mất đi cái đạo nghĩa, mất đi cái tình người. Cho nên tạo ra cái nhân quả, mà chính cái lầm lạc đó nó sẽ đưa con người vào cái chỗ gọi là bỏ quên cái đạo nghĩa đi, bỏ ngũ quên ẩn cái đạo là đức gì? Ngũ uẩn tức là rộng là năm căn của con người, gọi là ngũ căn. Ví dụ như nhãn này, mình nhìn thấy vật chất của cải, thấy sắc là mình ham muốn, chứ không nhìn thấy được cái thực tướng. Thực tướng này xung quanh mình đây nè, đó, có bao nhiêu vị, ví dụ tôi đang ngồi đây nói này, cũng có biết bao nhiêu chư vị, người ta không có hình tướng, nhưng mà đó, họ đang chú ý, đang lắng nghe, đang quan sát, đó. Nhưng mà cái nhãn mình á, thì nhìn thấy sắc mà thôi, thấy những cái hữu di tướng thôi, đó, cho nên cái con người á,
không đủ nhận thức để biết được à trong cái thế giới hữu hình này, bên cạnh đó song song đó còn có cái thế giới vô hình đang theo dõi chúng ta hàng ngày đó. Cho nên cái nhãn này mình thái cái rầu cái xong chứ mình đưa vào trong cái tầng thức ham muốn, muốn có đủ thứ tất cả những cái đó à, cho nên mới tạo tác, mới sanh ra mưu kế này mưu kế kia à, ví dụ như mà cái máy cảm ứng hiện giờ chúng ta đang sử dụng này, là họ có thể kiếm tiền trong cái bằng cái máy này, họ ngồi một chỗ để họ có cái những cái mưu tính đó à, để lừa lọc rồi đó. Đó thì nó nói chung nó qua nhiều hình thức lắm, rồi có hình thức và bằng là giật dây chuyền hay là vân vân à, là cướp xe cướp nhà cướp cửa vân vân, nó nhiều cái giai đoạn lắm, nhiều cái mà nó sanh ra như vậy đó. Nhưng mà họ đâu có biết rằng đó, như hồi nãy sư cô là nói đó, sống ví dụ như phá thai cũng là một cái tội, hoặc là tự tử cũng là cái tội. Tại vì sao cái thân mình được cha mẹ sanh ra cu mang 9 tháng 10 ngày đâu phải đơn giản ha, đâu phải mình muốn mình khổ xíu quá là mình sanh ra muốn tự sát là tự sát đâu, mình chưa đành đó được cái tứ trọng ăn mà ha, nó thành ra nó cũng mang tội, chứ không phải mình tự sát là mình mà là mình có quyền tự sát đâu. À, nhưng mà mình được may mắn được làm có cái thân người là mình sống như thế nào, cho dù họ thế nào mình cũng giữ được cái nhân đạo, giữ được cái đạo đức sống, thì đó là mình thành công trong một cái kiếp người à, thì linh hồn mình được siêu thăng. Dạ cảm ơn anh Tiến nhiều ha, chúc anh Tiến sức khỏe bình an ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, video thì anh em của Châu Phú giờ này cũng chiều mà đi xa vậy, cho nên được anh Tiến đã chia sẻ về ông Sáu Năm Chèo, là cũng là về cái tâm của chúng ta à, ông luôn theo đuổi chúng ta, nếu mà làm những việc xấu thì ông sẽ đến, và làm những việc tốt sau này được trên lưng à, có gì mà sơ sót đó thì mong quý cô chú anh chị hoan hỷ thông cảm bỏ qua nha. Anh em chỉ là lấy cái lý ra để mà suy đoán ra những cái mẫu chuyện nhằm khuyên bà con tu hành thôi. Chúc toàn thể vị có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Thân ái kính chào và tạm biệt anh Tiến nha. Và tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.